đuổi theo đó. Nó kéo mà. Mau lên, mau chạy đi. Đứng lại. Anh Nghĩa. Mày. Đứng dậy. Dạ. Đứng lại. Đứng lại. Trời ơi, chắc chết quá trời ơi. Muốn rớt thôi rồi, thôi rồi. Mày ghê. Nếu mà ông thoát các đám tụi mình máu nhuộm thấm cổng chùa luôn rồi. Đương nhiên rồi. Anh Nghĩa, anh gài xích beo lại đi. Hả? À. Cái gì Yến? Em lái xe hả? Em biết chạy xe không vậy? Cái gì vậy? Yến không biết chạy xe hả? Trời đất ơi. Ai thay cho Yến đi chứ không thôi chứ chùm cả đám bây giờ. Đổi chỗ đi. Dạ em biết lái. Ủa, trời đất ơi, sao không nói sớm làm hết hồn à? Máu đâu vậy nè? Ấy à. Sao má không vậy? Ui dạ, ui dạ. Coi coi, trời đất ơi. Nè thôi được rồi, vậy Yến ơi, em coi có bệnh viện nào tắp cho giùm chị đi. Máu quá trời nè. Dạ. Nhanh lên. Dạ. Bây giờ mới thấy trái tim của cô cũng có lúc quan tâm tới người khác như vậy. Tưởng cô là sắt đá không à? Ui da. À. Yến. Dạ. Tấp vô lề ngay lập tức giùm chị đi. Ủa, đạp cái ông này xuống đi. Nè. Cho giang hồ chém ổng luôn. Ê, này không có tấp nha. Mặt sát đi luôn đi. Bác vừa phải thôi nha. Tôi đang bị thương đó. Mới thấy trái tim có tình cảm bây giờ sắt đá lại rồi. Đúng là con người. Mặt sát. Ui da. Là may. À. May trăm lắm rồi. May trăm lắm rồi đấy, biết chưa? À, ông... Nghĩa, mày coi kìa. Mày cứu tao coi. Bà chàng này cứ ăn hiếp tao hoài à. Tao bị thương đó. Hồi nãy thấy chết không lẽ tao không cứu. Còn bây giờ á, mới tính sổ với mày nè. Đúng rồi đó anh. Hả? Tính sổ ổng đi anh. Thì tao xin lỗi. Tại trước kia tao mượn tiền mày không cho, nên tao kiểu quẩn vậy thôi. Cùng lắm mày muốn tao làm gì có tiền á. Tao đợi là chiếc ả thác cho mày. Tao không nói vụ cái xe. Tao nói vụ mày gạt tiền của Trong kìa. Chuẩn bị ngồi tù đi. Không có nói bậy nghe. Chuyện ngồi tù á, không được nói bậy đâu đó. Trâm xinh đẹp. Nói gì? Trâm xinh đẹp. Nói vậy nó lớn lên nó rõ ra, nghe không có được. Trâm xinh đẹp. Ờ, sao? Tha cho tôi đi, đừng bắt tôi đi tù. Để tôi ở ngoài tôi kiếm tiền tôi trả nợ. Chứ vô tù làm gì có tiền đâu mà trả. Đừng có mơ. Nè, sao cô độc ác vậy? Nghĩa, mày nói giúp tao một tiếng coi. Đừng có gọi tên tao. Trước đây mày chỉ cờ bạc mày... Còn bây giờ mày đặt lừa gạt, lừa tiền của Trâm nữa. Cho mày vô tù đi, đỡ hại xã hội. Đúng rồi đó anh. Tao chỉ phạm thêm một lỗi là lừa gạt Trâm thôi. Chứ mày thấy tao không? Tao trốn lên đây nhưng mà tao vẫn bán đồ sida để kiếm tiền mưu sinh chứ bộ. Tao không có làm gì có hại cho xã hội hết. Còn cái chuyện cờ bạc á, mày muốn thì tao hứa. Tao hứa tao bỏ. Tao bỏ cờ bạc luôn. Mày tin tao đi. Tao hứa bỏ là bỏ mà. Mày hứa bao nhiêu lần rồi, chuyến nào từng nấy. Làm sao tao tin mày được? Cô thở dài cái gì? Tôi hứa tôi bỏ và không tin hả? Ai mà dám tin ông? Đồ lừa đảo. Tôi không có lừa đảo nha. Tôi nói tôi làm thiệt á. Nghĩa, mày không tin hả? Tao chặt ngón tay để tao chứng minh cái sự kiên quyết, sự quyết tâm của tao. Mày tin chưa? Tao chặt bây giờ luôn á. Mà tại đây không có dao thôi. Có dao là tao chặt rồi. Nói hết lời mà không tin nữa. Xin ra để em lấy cái. Anh Long đẹp trai. Em có cái này nè. Cái này con dao em hay cắt trái cây á. Nó hơi bị lộn chút xíu, nhưng mà anh chịu khó cứa kỹ chút. Trước sau vậy nó cũng đứt à. Em tặng cho anh luôn á. Nè anh, thử đi anh, thoải mái đi. Trời, cắt đi, còn chờ gì nữa. Đủ rồi nghe, sao hai người ác với tôi quá vậy? Dao cắt trái cây. Thả, đưa con dao gì khác, chặt một phát cho đã. Cứ ác vừa phải. Sao nó nhiều quá vậy? Bây giờ có cắt hay không? Nghĩa, mày nhớ lời hứa mày hứa với tao không Nghĩa? Mày từng hứa với tao rồi mà. Tao với mày là bạn thân. Không lẽ mày nỡ lòng nào mà muốn nhìn thấy bạn mày còn có chín ngón tay sao Nghĩa? Nghĩa. Trâm à. Dạ. Anh cũng thấy ngại khi xin em tha cho nó đó. Nhưng mà anh Nghĩa, anh muốn em tha thì em sẽ tha. Tiền em đâu có thiếu đâu. Cảm ơn Trâm nha. Anh nghĩ gì sao mà em với anh mà còn cảm ơn nữa. Giận anh luôn. Trâm giận bây giờ. Tha nha. Tha. Nhưng mà nó cũng phải trả nợ cho Trâm. Nè, mày viết giấy nợ cho Trâm đi. Được. Giờ mày nói gì tao cũng làm hết. Giấy nợ đơn giản, miễn là đừng có đi tù. Đi tù á, tao đâu có chờ được gặp mẹ tao đâu. Bây giờ cho tao ở ngoài đi. Tao gặp được mẹ tao 10 tỷ tao cũng trả được. Ủa, vậy lâu nay á, mày chưa gặp mẹ mày hả? Chưa. Tao tới nơi á, thì mẹ tao trốn đi chỗ khác. Vì vậy tao mới tè tua vậy nè.
Nghĩa, mày đã đưa tao qua cái khổ ải của bà chàng này rồi, còn một khổ ải nữa, mày giúp cho trót luôn đi. Cho tao mượn 100 triệu trả cho tụi giang hồ đi. Giờ tôi thiếu tiền người ta, người ta canh tôi ở Sài Gòn, rồi cho người lên đây giết tôi luôn kìa. Trời ơi, tôi không thể tưởng tượng nổi. Cái số nợ cũ ông còn chưa trả được, bây giờ ông cũng muốn mượn thêm nợ mới. Trời ơi, ông có cái đầu óc hay không vậy hả? Ai mà dám cho ông mượn, nghĩ sao vậy? Nghĩa, anh Nghĩa, không có cho. Bà thôi nha, đừng can thiệp vô chuyện của tôi. Nghĩa ơi, giúp tao nha. Không có giúp gì hết á. Nghĩa, nếu không tao chết đó Nghĩa ơi. Chủ nợ mày ở đâu? Cảm ơn mày nha. Anh Nghĩa. Bạn tốt. Ôi da, ôi da. Thưởng thức cuộc đời 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 trên truyền hình 901, xem lại độc quyền trên THVLI.